Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành đối ngoại nhân dân, ngày 17 tháng 11 năm 1950, 17 tháng 11 năm 2020. 25 năm ngày thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, 28 tháng 1 năm 1995, 28 tháng 1 năm 2020 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước, cờ thi đua của Chính phủ. Đến dự có Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo các tổng lãnh sự, ngoại giao đoàn, bạn bè quốc tế và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị một số tỉnh, thành trên cả nước. Ngày 17 tháng 11 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Ngày nay đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 chọn là ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày truyền thống công tác đối ngoại nhân dân. Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân trong hơn 70 năm qua đã đồng hành cùng đất nước, góp phần tích cực vào công cuộc kháng chiến, bảo vệ và thống nhất nước nhà, đổi mới xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Trong chặng đường ấy, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cũng đã có 25 năm xây dựng và trưởng thành, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại nhân dân của thành phố, qua đó đóng góp có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.